Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính như sau. Vĩnh Long tăng cường kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Mùi 2015. Phóng sự mâm cỗ ngày xuân. Một nông thôn mới có phóng sự Mỹ Lộc nhà nhà mừng đảng mừng xuân. Tin trong nước, đồng chí Lê Hồng Anh viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang. Năm 2015, phấn đấu tìm kiếm quy tập khoảng 2.000 hài cốt liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Ất Mùi, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh phối hợp lực lượng Cảnh sát trật tự cơ động tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm qua địa bàn tỉnh. Từ trưa ngày 28 âm lịch đến chiều hôm nay 29 âm lịch, người tham gia giao thông từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây qua tỉnh Vĩnh Long đã giảm rõ rệt. Nếu như 2 ngày trước đó, lượng phương tiện tăng đột biến gấp từ 7 đến 8 lần ngày thường, thì hôm nay lượng phương tiện chỉ tăng gấp từ 2 đến 3 lần ngày thường. Để đảm bảo cho người điều khiển phương tiện đi lại an toàn trên 5 tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, 3 ngày qua, ngoài bố trí lực lượng tổ trực tại khu vực cầu Mỹ Thuận để chủ động điều tiết khi có ùn tắc giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã tăng cường nhiều tổ liên tục tuần tra lưu động kết hợp dừng một điểm kiểm tra người điều khiển mô tô xe gắn máy, đặc biệt là ô tô khách để kịp thời xử lý tình trạng mất an toàn giao thông, nhất là tình trạng chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách trên các tuyến xe đường dài. Trong tuần tra, lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm quy định của luật, không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, tránh vượt phải đúng quy định. Đặc biệt, chú ý giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi trước đó để phòng tránh những trường hợp va chạm, tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Long, trong 3 ngày nghỉ Tết từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2, tức từ ngày 27 đến ngày 29 Tết, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 2 vụ va chạm, 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 3 người. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân mới đang đến với mọi người, mọi nhà, từ thành thị cho tới nông thôn, cờ qua chợ búa tấp nập người mua bán, những tuyến đường nhộn nhịp dòng người qua lại, sắc xuân tưng bừng nở rộ, lòng người cũng đang nôn nao đón chào năm mới tới trong niềm hạnh phúc hân hoan sau một năm lao động công tác và học tập. Xuân năm nay tiết trời lạnh hơn mọi năm, vậy mà các con đường nội ô ở thành phố Vĩnh Long những ngày giáp Tết như nóng hẳn lên bởi dòng người qua lại. Những ánh đèn lung linh đủ sắc màu cùng với hoạt động mua bán nhộn nhịp. Điểm đến thu hút đông đảo người dân trong những ngày này có lẽ không đâu khác khu vực chợ Qua Xuân bờ kè phường 2, chợ Kiển bờ kè sông Tiền và khuôn viên xung quanh quảng trường thành phố Vĩnh Long. Đến đây, mọi thời điểm khi bình minh, hoàng hôn hay màn đêm buông xuống, mọi người đều dễ dàng cảm nhận sắc màu tươi mới trên thành phố. Tôi ngày hôm qua có đi rồi, nhưng mà hôm nay tôi thấy là mình nên đi để xem tiếp nữa. Thấy nhiều cái cảnh giống như hồi xưa không có như vậy, nhưng mà giờ người ta làm là rất là đẹp. Và những cái cảnh người ta lại chở thêm vậy đó. Cho nên cảm thấy cái lòng mình nó phơi phới giống như là xuân đã đến với mình rồi vậy đó. Nói chung thì năm nay công việc làm này kia thì cũng tương đối ổn định. Thì xuân tới thì mình cảm thấy giống như là mình yêu đời. Rất là vui, đi hồi nãy giờ là cảm thấy thoải mái dữ lắm. Hôm qua lên nhiều, người đi tấp nập mà vui, với lại mà con đường nó trật tự đó. Thật ra mình cảm thấy thành phố năm nay là tiến bộ nhiều. Chắc lẽ là ngày mai, ngày mốt, ngày nào chắc cũng phải đi vậy. Để mình cảm nhận được cái vui. Để sau những cái này mình kinh doanh mệt mỏi, stress. Ngoài Qua Kiển, các gian hàng thời trang, thực phẩm, bánh mứt cũng thu hút đông đảo người dân đến mua sắm. Tiểu thương mua mau bán đắt cũng là thông điệp cho thấy năm qua thu nhập của người dân được nâng lên, cuộc sống ổn định hơn. Đặc biệt, hàng hóa nông sản cũng đổ xô lên phố. Dưa hấu, món ngon đặc trưng không thể thiếu trong ngày Tết cũng đủ loại được bày bán chật ních các dĩa hè, góp phần điểm thêm sắc xuân cho thành phố.
cuối năm em vẫn bận rộn rất là nhiều công việc, nhưng mà thế là không có thời gian để mà du ngoạn Tết. Nhưng mà khi ra đường á thì đi thấy hoa, mọi người bán ở chợ hoa rồi dưa, thì lúc đó là cảm giác là xuân đang đến rồi và mình thực sự là phải chuẩn bị cho cái ngày Tết, giúp gia đình chuẩn bị ngày Tết. Thì ở nhà thì em cũng có giúp mẹ mua dưa, rồi đi chợ hoa thì có mua hoa về trưng cho gia đình. Thì năm trước nữa, năm 2012 thì em phải đón xuân ở nước ngoài. Thì lúc đó là mọi thứ đều phải là nó rất là tạm bợ, nó không có thật có ý nghĩa như là ở quê của mình. Ví dụ như bên đó cũng là mai giả. Khi mà về quê rồi thì được hưởng cái không khí Tết ở quê á, thì mình mới cảm nhận được là đây mới đúng thật sự là ngày Tết cổ truyền, cảm nhận được cái không khí Tết, cái linh hồn của cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta. Mùa xuân cũng nô nức tìm về khuấy động không gian yên tĩnh của làng quê. Đặc biệt, dạo một vòng từ phố về quê, mọi người còn dễ dàng nghiệm ra một điều rằng sắc xuân không chỉ được tô điểm xung quanh cái không gian Tết mà còn chính ở lòng người. Đó là niềm phấn khởi sau một năm công ăn việc làm suôn sẻ thuận lợi, kinh doanh sản xuất được mùa, quê hương đất nước ngày thêm đổi mới. Tết năm nay thì thấy là bà con rất là phấn khởi vì đó là cái chợ đó, đi vào đó là thực hiện là buôn bán là sầm uất, người ta đi lại thoải mái rồi có đông hơn và vui vẻ hơn tới các cái năm trước. Rồi bà con đó là cuộc sống cũng được đó là ổn định, rồi từ chỗ đó không mua sắm cũng có phần khấm khá hơn. Cái con lộ, một là tỉnh lộ 906, hai là đường liên ấp của Tân Quang, Quang Thạnh đưa vô sử dụng trong dịp xuân về, đây thì đi lại rất là thoải mái. Được công nhận xã nông thôn mới và gắn liền với vấn đề xuân về thì đó là điều mà đó là phải nói là bà con rất là phấn khởi. Năm rồi thì nó cũng mặc dù kinh tế rất là khó khăn nhưng mà nhân dân ta cũng rất cố gắng để phấn đấu là coi như làm ăn nó thành công hơn nữa. Rồi tôi cũng mong rằng là năm nào cũng vậy, là cũng nhân dân ta có đón một cái mùa xuân thật là trọn vẹn. Những ngày cận Tết, mặc dù những công việc cuối năm có phần bận rộn hối hả, nhưng khi được quà mình cảm nhận không khí sắc màu của Tết, tinh thần mỗi người dường như cũng thoải mái hẳn ra, tươi vui và tràn đầy phấn khởi, dấy lên một niềm tin thắng lợi trong năm mới. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán là ngày lễ trọng đại nhất trong năm, là ngày mà người ta luôn hướng về cội nguồn. Ngày Tết sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi mâm cơm với những món cổ truyền để dâng lên ông bà tổ tiên, bày tỏ sự tưởng nhớ và tấm lòng tri ân của con cháu đối với tổ tiên. Bên cạnh đó, mâm cơm ngày Tết còn thể hiện quan niệm đầu năm sung túc thì cả năm chẳng lo thiếu hụt. Nên dù khá giả hay nghèo khó, ai cũng muốn chuẩn bị cho mình những món ngon ngày Tết. Do điều kiện địa lý, thói quen ăn uống và phong tục của từng miền, nên mỗi miền có mâm cỗ Tết khác nhau. Ở miền Bắc gọi là mâm cỗ, miền Trung gọi là mâm cỗ và miền Nam gọi là mâm cơm cúng ông bà. Mâm cơm cúng ông bà ngày 30 Tết của người miền Nam luôn luôn có thịt heo kho nước dừa với trứng và canh khổ qua nhồi thịt, hay còn gọi là khổ qua hầm. Đây là món ăn giúp cân bằng lại vị giác, rất tốt cho sức khỏe. Điều thú vị hơn là cái tên khổ qua, gia đình nào cũng mong muốn mọi khổ sở, đau buồn của năm cũ sẽ qua đi, nhường chỗ cho những điều may mắn tốt đẹp trong năm mới. Giữ gìn nét văn hóa đó của dân tộc, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 29 hoặc 30 Tết, gia đình anh Trần Văn Đém chuẩn bị mâm cơm dâng cúng ông bà tổ tiên nhằm tỏ lòng hiếu kính đối với ông bà và gửi gắm theo những ước mơ, hy vọng về một năm mới vạn sự được tốt lành. Mỗi lần xuân về thì phải làm một cái mâm cơm, dầu lớn dầu nhỏ, cũng có cái sự ấm áp, có sự tôn kính, có sự là dâng lên để mình nhớ đến ông bà về, để mà sum họp vui với gia đình, rồi con cháu nó thấy những điều đức độ đó để duy trì sao cho đời đời sau này con cháu mình học hỏi theo. Còn mâm cỗ ngày Tết ở miền Bắc thường có 4 bát, 4 đĩa, gồm bát măng hầm giò heo, bát ninh, bát mọc, bát miếng. 4 đĩa gồm đĩa thịt gà, đĩa xôi, đĩa giò lụa và đĩa xào. Ngoài ra còn có bánh chưng, xôi gất hoặc xôi đậu. Bên cạnh đó, trong mâm cỗ ngày Tết không thể thiếu dĩa dưa hành. Dưa hành không chỉ ăn với thịt luộc mà còn là món ăn rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tốt cho hệ tiêu hóa. Hơn 30 năm vào miền Nam sinh sống, nhưng năm nào cũng vậy, gia đình chị Bùi Thị Lý
cũng không quên dâng lên ông bà tổ tiên những món đặc trưng của quê mình. Vào đây thì không có điều kiện về quê cho nên là lâu lâu thì Tết đến thì tưởng nhớ đến ông bà, với lại nhớ đến phong tục này ở ngoài quê, cho nên là làm những cái món đặc trưng cúng trước lên là dâng lên cho ông bà tổ tiên, sau là nhắc nhở con cháu là nhớ đến cái phong tục ngoài quê, ông bà thờ cúng cái nét văn hóa đặc trưng của người miền Bắc. Ngày nay, tuy mâm cỗ truyền thống đã được cách tân đa dạng hơn với nhiều món được chế biến cầu kỳ, nhưng trong mâm cơm dâng lên ông bà ngày Tết vẫn không thể thiếu những món ăn truyền thống như bánh tét, bánh chưng, măng hầm giò heo, thịt heo kho rượu hay khổ qua hầm. Qua đó, nhằm nhắc nhở mọi người trong mỗi gia đình Việt luôn nhớ về cội nguồn. Thưa quý vị và các bạn, xuân Ất Mùi 2015 là một mùa xuân ý nghĩa và tràn đầy phấn khởi với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình. Khi tháng 8 năm 2014 vừa qua, xã Mỹ Lộc vinh dự được công nhận xã nông thôn mới. Về đây với dịp Tết này, mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy những đổi khác trong diện mạo của nông thôn Mỹ Lộc hôm nay và cùng bà con hân hoan đón Tết. Sáng 29 Tết, lòng người như rộng mở hơn, đón xuân về trước khung cảnh đường tỉnh 909 dẫn vào xã Mỹ Lộc rợp bóng cờ. Thế nhưng, đây chưa phải là điểm nhấn của Mỹ Lộc hôm nay. Điều làm cho những người khách bộ hành cảm thấy thú vị là không chỉ có cổng chào các ốc được trang hoàng tươm tất để đón xuân, mà nhà nhà trên tuyến đường này đều thiết kế một cổng chào riêng đẹp mắt. Về tới Tam Bình rồi đấy, mỗi nhà thì cứ được cái bản mừng đảng mừng xuân như đó, trong lòng cũng phấn khởi lắm, về tới quê hương rồi. Thì Tết thì nếu được vậy không thì địa phương nào thấy rộn ràng. Hưởng ứng hội thi hộ gia đình trang trí cổng chào mừng đảng mừng xuân do huyện ủy Tam Bình phát động, 100% hộ gia đình của 8 trên 8 ấp trong xã Mỹ Lộc đều trang trí cổng chào trước nhà. Tùy theo điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất và sở thích của từng gia đình, cổng chào được thiết kế rất khác nhau, tạo nên sự phong phú về kích cỡ, dân dã trong chất liệu và kiểu dáng. Chính quyền có vận động làm cổng, thì nhà cửa sáng sủa ngoài kia, cái cổng này thì tự anh làm ở nhà đúng tàu dừa, rồi tự anh thắt, rồi thấy người ta con cái gì thấy cha làm cổng đẹp quá. Đây là khoảng 30 cái nhà đều làm hết trơn từ dưới lộ lên. Mấy anh là phát động là mừng hàng rào cửa cổng đồ thì cũng rất đẹp. Thì tương đối hơn mỗi năm, tôi cũng phụ với ổng làm cũng 3 ngày đó. Thì của ảnh đốn xuống lá, tôi cũng cắt giấy đồ phụ. Thế Tết năm nay là ăn Tết cũng tương đối là có thể hơn mỗi năm. Đặc biệt, cổng chào không chỉ đẹp về hình thức mà còn ý nghĩa về mặt nội dung, khi nhiều gia đình không chỉ dừng lại ở việc đặt khẩu hiệu, trang trí xung quanh mà còn sáng tạo thêm câu đối Tết thể hiện lòng biết ơn Đảng, ơn Bác Hồ đã đem ấm no độc lập cho dân tộc Việt Nam. Có là Đảng và có Bác, thành ra được đến ngày hôm nay xây dựng xã nông thôn mới. Thì đó là mới chọn hai câu này giáo dục cho con cháu mai sau để nhớ lại cái công ơn của Đảng và Bác. Qua cái làm 10 ngày phát động thì kể từ ngày 25 của âm lịch, đó là cái chỗ tháng 12 năm 2014 đó, thì nói chung là cái chỗ bà con là nhân dân trong toàn xã đã cái rất là náo nức để thi đua nhau làm những cái cổng chào. Đối với xã thì xem đây là một cái là chỉ đạo một cái phong trào để vận động toàn dân để rồi thực hiện cái khí thế để chào mừng cái xuân mới, và cái cũng là tạo cái nét đẹp của cái mạo diện nông thôn, chứ còn không phải là cái chỗ chúng ta làm một cái cổng chào mang cái dạng là cái chỗ mà hình thức để là cái để thi rồi là cho nó qua loa. Tết năm nay sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục là năm 2016 và những năm tiếp theo là cái nên phát huy cái phong trào này để rồi cái chỗ làm cho nó khơi dậy cái ý nghĩa của mừng đảng mừng xuân. Một bông hoa không làm nên mùa xuân. Việc nhà nhà mừng đảng mừng xuân không chỉ làm nên nét đặc trưng diện mạo mới cho nông thôn Mỹ Lộc hôm nay, tạo nên sinh khí vui tươi phấn khởi cho bà con dịp xuân về, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Những đổi mới của Mỹ Lộc trong xuân này có được là nhờ sự đồng lòng, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và toàn thể bà con nhân dân các ấp để địa phương thật sự xứng tầm và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. Nhân dịp mừng đảng, mừng xuân và đón Tết cổ truyền, sáng 17 tháng 2 tức 29 Tết, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến viếng thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kiên Giang. Đồng chí Lê Hồng Anh đã đặt vòng hoa kính viếng và thực hiện nghi thức phúc mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và cùng thành viên trong đoàn thắp hương trên các mộ phần, bày tỏ lòng thành kính tri ân những người con ưu tú, kiên trung của Tổ quốc đã nêu cao tinh thần bất khuất, anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đang yên nghỉ trên đất Kiên Giang. Nhân dịp này, đồng chí Lê Hồng Anh cũng đã đến chúc Tết và tặng quà một số gia đình đối tượng chính sách, người có công với cách mạng ở vùng căn cứ kháng chiến năm xưa trên địa bàn hai huyện Vĩnh Thuận và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm ngày thành lập nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 1237 chỉ đạo cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thông tin tuyên truyền, phấn đấu tìm kiếm quy tập khoảng 2.000 hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp nhận và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong nghĩa trang do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp, từng bước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho các đơn vị địa phương và nhân dân, hướng dẫn và triển khai thí điểm việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở một số địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, Viện Pháp y Quân đội đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN để thực hiện nhiệm vụ của đề án 150. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương phối hợp với các đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trước khi an táng. Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức lễ giỗ lần thứ 63 của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nữ liệt sĩ Võ Thị Sáu và khánh thành công trình nhà lưu niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tham gia hoạt động cách mạng, Võ Thị Sáu trở thành thành viên đội công an xung phong địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn, Võ Thị Sáu đã lập nhiều chiến công vang dội và trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù. Đầu năm 1950, Võ Thị Sáu bị giặc bắt và đày ra Côn Đảo. Trước kẻ thù, Võ Thị Sáu vẫn luôn kiên trung, bất khuất, không lùi bước trước những hình thức tra tấn tàn bạo nhất. Sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, Võ Thị Sáu bị quân Pháp tử hình tại Nghĩa Trang Hàng Dương Côn Đảo. Nhà lưu niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được xây dựng từ năm 1980 tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ trên diện tích hơn 1.300 m². Đến nay công trình được trùng tu mới toàn bộ, gồm dãy nhà 4 gian, hệ thống sân vườn, cây xanh, điện chiếu sáng bằng nguồn kinh phí nhà nước và xã hội hóa với hơn 11 tỷ đồng. Tổ chức lễ giỗ chị Sáu hàng năm và tôn tạo nâng cấp nhà lưu niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu là nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, của cán bộ nhân dân trên địa bàn. Qua đó còn giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng tiếp nối truyền thống của quê hương anh hùng, phấn đấu học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương Đất Đỏ nói riêng, vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu nói chung ngày càng phát triển vững mạnh. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12 năm 2015 về quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế. Theo nghị định, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế. Và tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% một ngày trên số tiền thuế chậm nộp. Số thuế thiếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc do người nộp thuế tự phát hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,05% một ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế. Trường hợp này sẽ không phải nộp tiền chậm nộp
tính trên số tiền thuế còn nợ, nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Quân đội Ukraine và lực lượng chống chính quyền Kiev vẫn chưa rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi giới tuyến, bất chấp thời hạn chót bắt đầu thực hiện điều khoản này theo thỏa thuận hòa bình PIN đã trôi qua. Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ viện trợ 15,5 triệu đô la Mỹ cho cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực Trung Đông và Châu Phi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 17 tháng 2 là thời hạn để các bên xung đột ở Ukraine bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi giới tuyến kể từ khi lệnh ngừng bắn mới bắt đầu có hiệu lực vào lúc 0 giờ ngày 15 tháng 2, theo kế hoạch hòa bình đạt được hồi tuần rồi tại thủ đô Minsk của Belarus. Bất chấp thời hạn chót đã trôi qua, lực lượng của chính phủ Ukraine và lực lượng chống chính quyền Kiev vẫn chưa bắt đầu thực hiện việc này. Chính phủ Ukraine tiếp tục khẳng định sẽ không rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến cho đến khi nào giao tranh chấm dứt ở thị trấn Debaltseve, vốn được xem là trọng điểm của các cuộc giao tranh dữ dội ở miền đông hiện nay. Trong khi đó, lực lượng chống đối ở miền đông cũng tuyên bố sẽ chỉ rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến nếu phía quân đội chính phủ có động thái tương tự. Trước đó, hôm qua, lực lượng này đề xuất tạo hành lang an toàn cho quân chính phủ rút khỏi thị trấn Debaltseve. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã bác bỏ đề xuất này. Trước tình hình trên, sáng nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc hội đàm qua điện thoại. Trong một tuyên bố vào chiều nay, người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Seibert cho biết lãnh đạo ba nước đã nhất trí về các bước đi cụ thể nhằm cho phép Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE thực hiện việc giám sát tình hình tại miền đông Ukraine theo thỏa thuận hòa bình mới đạt được tại Minsk. Chính phủ Nhật Bản hôm nay thông báo sẽ viện trợ 15,5 triệu đô la Mỹ cho cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực Trung Đông và Châu Phi, một động thái được cho là nhằm thể hiện quyết tâm chống khủng bố của nước này, bất chấp trước đó có hai công dân Nhật Bản bị tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS sát hại. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết gần một nửa số tiền viện trợ, tức 7,5 triệu đô la, sẽ được chi cho việc gia tăng khả năng chống khủng bố ở khu vực Trung Đông và Châu Phi, trong đó có tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn các chiến binh nước ngoài gia nhập vào hàng ngũ của các tổ chức cực đoan. Dự kiến, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yasuhide Nakayama sẽ công bố chi tiết kế hoạch viện trợ trên cũng như đề xuất các biện pháp chống khủng bố tại Hội nghị Thượng đỉnh về chống chủ nghĩa bạo lực cực đoan diễn ra tại thủ đô Washington DC, Mỹ vào ngày 19 tháng 2 tới. Ngoài khoản viện trợ 15,5 triệu đô la, chính phủ Nhật Bản cũng dự định sẽ bắt đầu giải ngân khoản viện trợ phi quân sự có tổng trị giá 200 triệu đô la được Thủ tướng Shinzo Abe cam kết tại thủ đô Cairo của Ai Cập hồi tháng trước nhằm giúp các nước Trung Đông tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo và phát triển cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo các nước Trung Phi cam kết sẽ tạo lập một nguồn quỹ khẩn cấp trị giá 87 triệu đô la Mỹ nhằm chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram. Quyết định trên được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi, gọi tắt là CIAC, diễn ra vào hôm qua ở thủ đô Yaoundé của Cameroon, thảo luận về chiến lược chung nhằm tiêu diệt nhóm Hồi giáo cực đoan này. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Cộng hòa Sadr Safaki khẳng định, vùng quỹ khẩn cấp này sẽ bổ sung 87 triệu đô la vào nguồn lực tài chính trong khu vực nhằm gia tăng sự hiện diện của các binh sĩ, cung cấp nhiều loại thiết bị quân sự và tăng cường sức mạnh không quân. Trong tuyên bố kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo cam kết hỗ trợ tích cực các nước thành viên CIAC trong cuộc chiến chống Boko Haram về mặt quân sự, tài chính, hậu cần và cứu trợ nhân đạo. Trong một diễn biến có liên quan, hơn 1.160 người bị tình nghi có liên hệ với Boko Haram đã bị bắt giữ tại Cameroon và Niger. Trong đó, 1.000 đối tượng bị bắt tại thị trấn Maroa ở miền Bắc Cameroon. Số còn lại bị bắt tại khu vực giáp biên giới với Nigeria. Chương trình xin được tiếp tục với một số tin gián đáng chú ý. Cảnh sát Pakistan cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra vào chiều nay ở thành phố Lahore, miền đông nước này. Theo báo cáo ban đầu, một kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt khối thuốc nổ trên người bên ngoài một khách sạn gần trụ sở cảnh sát khu vực Kilagusasin. Vụ nổ còn khiến nhiều người bị thương và phá hủy nhiều chiếc xe. Một nhóm phiến quân thuộc Taliban ở Pakistan đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công.
Đêm qua, khoảng 30.000 người dân Đan Mạch đã tập trung về thủ đô Copenhagen để tưởng nhớ những nạn nhân của hai vụ xả súng liên tiếp tại đây đêm 14 tháng 2. Mọi người đã cùng thắp nến và giơ cao các khẩu hiệu nói không với chủ nghĩa khủng bố. Phát biểu trước đám đông, Thủ tướng Đan Mạch Anthony Smith nhấn mạnh sẽ đấu tranh đến cùng trước mọi âm mưu tấn công nhằm vào những giá trị cốt lõi của đất nước. Nhiều quan chức nước ngoài cũng tham gia sự kiện này để thể hiện tình đoàn kết với Đan Mạch. Giới chức Mỹ cho biết, ngày 16 tháng 2 giờ địa phương, một đoàn tàu chở hơn 100 thùng dầu thô đi từ bang Bắc Dakota đến Virginia đã bị trật bánh và bốc cháy dữ dội tại bang Tây Virginia. Vụ việc khiến hàng trăm hộ gia đình ở một ngôi làng gần đó phải sơ tán khẩn cấp. Tổng thống bang Tây Virginia, Elray Tomlin, cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai khu vực Hanoi và Fayette sau vụ tai nạn trên. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.